là xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video clip này. Cái thứ hai là mong anh em hãy like cũng như đăng ký kênh để có theo dõi nhiều cái sản phẩm hơn từ LB Audio đem đến. Giới thiệu với tất cả anh em, đây là một chiếc radio unplugged, là tức là một cái chiếc radio kim luôn đồng hồ báo thức. Thì em này có một cái thương hiệu đó là Rich of Lewis, nó lấy từ cái tên chiếc máy bay đầu tiên bay từ New York sang Paris nè. Chúng ta sẽ thấy cái phần này đấy, một chiếc máy bay luôn, nó lấy từ tên máy bay. Thì đây là cái sản phẩm kỷ niệm cái chuyến bay đầu tiên trong lịch sử đó, thì nó tạo ra cái thương hiệu này. Chúng ta sẽ có phần New York và chữ Paris nằm trên chỗ đây hơn. Nên em thấy ở về mặt phía trên chúng ta sẽ thấy toàn bộ đều làm bằng gỗ hết. Đấy, nó giống như một chiếc rương có thể mang đi, nhỏ gọn. Thì kích thước em này nó rất là nhỏ gọn nhé, khoảng tầm là hơn 20cm, khoảng tầm 25 á. Thì ngay chỗ này chúng ta sẽ kết hợp ở mở lên này. Đấy, mở lên được thì chúng ta sẽ thấy cái đồng hồ báo thức. Muốn chỉnh đồng hồ thì chúng ta bật lên. Nó giống như một cái chiếc đồng hồ báo thức thông thường ha. Em này sản xuất ở thế kỷ 20, tức là khoảng tầm năm 1999 đến năm 2000. Bây giờ em sẽ mở ra cho anh em xem, cũng như thay đổi cái góc quay để anh em có thể hình dung ra được cái chiếc này đẹp như thế nào. Anh em thấy không? Làm rất là chất lượng luôn, toàn bộ đều bằng kim loại hết. Tay nắm bằng da, còn rất mới và đẹp. Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đẹp ha. Ngay chỗ này chúng ta sẽ có một cái phần tay nắm kéo, nếu kéo mạnh ra thì anh em đây là cái anten. Thì bố cục của em nó thì phần radio sẽ nằm ở phía dưới, còn trên đây sẽ là loa, thì đối diện song song với nó luôn, đối xứng với nó sẽ có một cái đồng hồ, hai cái kích thước bằng nhau, nhìn rất là cân đối và đẹp. Đây, còn khi mà đợi ở đây thì nó sẽ là chỉ là đồng hồ báo thức thôi, đến cái phần báo thức thì nó sẽ báo hiện tại đang chạy đúng giờ hết nhé. Về phần bên đây nó sẽ có FM nè, volume nè, 2, và phần đây là phần giờ đài. Bây giờ em sẽ bấm lên cho anh em. Bớt ha, anh em thấy không, nó kêu nè radio. Bên nhau ta thích khóc nơi, cùng nhau ăn sơ phim đọc sách, nằm phơi nắng mùa sáng trong lần, và khi mưa lại cùng nhau quấn lỡ trăng. Lucy ơi, mau lại đây với tôi đi này. Lucy ơi, sao mà em đang yêu thế này? Lucy ơi, tôi sẽ về với em mỗi ngày. Lucy ơi, tôi đã yêu đến to từ này. Người nào bé cũng sẽ phải lớn, và hơi lớn sẽ phải đi học. Và du lịch tỉnh Tiền Giang cũng cho biết hoạt động kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp và người dân đang được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất. Một sắc màu cuộc sống đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Đây là một cái sản phẩm phải nói là rất là độc đáo trên thị trường hiện nay, và hiện tại là gần như là chưa có ai có cái sản phẩm này. Thì đây sẽ là một trong những cái chiếc máy có thể bổ sung vào bộ sưu tầm của anh em, nó thêm phong phú và đa dạng hơn. Anh em nên sử dụng và chơi cái con này. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.